Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, chiều cường ngày 1 tháng 10 đạt đỉnh trên báo động 1. Vì thế, sáng nay, hầu hết các tuyến đường nội đô thành phố Cần Thơ, nước vẫn ngập lênh láng. Nhiều tuyến đường ngập sâu khiến các phương tiện giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngành chức năng thành phố Cần Thơ dự báo đợt chiều cường hôm nay đạt đỉnh. Mực nước cao nhất trên sông Hậu có khả năng lên mức 2m15 đến 2m2, cao hơn mức báo động 3 từ 0,25 đến 0,3m. Vì thế, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố này thông báo đến các đơn vị trường học chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo ghi nhận, khoảng 6 giờ 30 sáng nay, chiều cường tràn lên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, đường 30 tháng 4, Võ Văn Kiệt. Đúng thời gian này, hàng nghìn người dân bơi trên các tuyến đường đến công sở. Do biết trước phải chiến đấu với giặc nước nên người dân chủ động sắn quần, bỏ giày, mang dép lê đi làm. Tuy nhiên, vẫn khá vất vả vượt qua những đoạn ngập sâu gần 1 mét nước. Tại các đoạn ngập sâu, đường Nguyễn Văn Cừ, Cách mạng tháng 8, Lý Tự Trọng, Võ Văn Kiệt, ngành chức năng thành phố Cần Thơ bố trí công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực hỗ trợ người dân qua vùng nước ngập an toàn. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa thông qua các nghị quyết về đầu tư xây dựng hai tuyến đường giao thông kết nối quan trọng của thành phố là đường Hàng Điều và đường Cầu Cháy tại phường 11, 12, thành phố Vũng Tàu. Theo đó, đường Cầu Cháy đoạn từ đường 30 tháng 4 đến 3 tháng 2, phường 11 và 12, thành phố Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 2,2 km, điểm đầu giao với đường 30 tháng 4, điểm cuối giao với đường 3 tháng 2. Quy mô mặt cắt ngang và kết cấu nền đường là 36m, gồm mặt đường 22,5m, vỉa hè rộng 10,5m, dài phân cách 3m. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 443 tỷ đồng. Đường Hàng Điều từ 30 tháng 4 đến 3 tháng 2 do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Đường có chiều dài 2,13 km, nền đường 36m, tổng mức đầu tư dự án hơn 467 tỷ đồng. Việc đầu tư hai dự án trên nhằm tạo tuyến đường kết nối giao thông trong khu vực, nhằm cân bằng giao thông giữa các tuyến đường 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9 và mùng 3 tháng 2, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông của thành phố Vũng Tàu, góp phần tạo sự liên kết giữa khu vực trung tâm hành chính nối với khu Chí Linh Cửa Lấp. Thời gian thực hiện hai dự án là 5 năm, đến năm 2024 kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án. Liên quan đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang lập đề án, trong đó có bố trí nguồn vốn cũng như chọn những nhà đầu tư uy tín để thực hiện các dự án này nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của các công trình. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó có dự kiến đưa một số tuyến quốc lộ được cử tri kiến nghị vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 để trình Chính phủ, Quốc hội bố trí vốn triển khai thực hiện. Cụ thể, quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk qua Lâm Đồng đến Phan Rang, Ninh Thuận khoảng 103 km, quốc lộ 62 từ nút giao với quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp, tuyến N2 các đoạn Trơn Thành, Đức Hòa, đoạn Đức Hòa Mỹ An và đoạn Mỹ An Cao Lãnh để nối thông tuyến N2 từ các tỉnh Tây Nguyên đến Kiên Giang. Bên cạnh đó cũng bố trí vốn triển khai 45 km còn lại đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, tuyến N1 qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, quốc lộ 91 đoạn km số 0 đến số 7 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến quốc lộ 61B qua địa phận tỉnh Sóc Trăng. Nhằm phát triển mạng lưới giao thông thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển phương tiện vận tải công cộng, phấn đấu năm 2021 đến 2025 đưa xe buýt điện vào hoạt động. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tập trung các giải pháp quản lý xây dựng bản đồ số để quản lý và điều hành về giao thông chung và các phương tiện vận tải công cộng, bổ sung vào kế hoạch xây dựng trung tâm điều hành giao thông, trong đó có xe buýt, cứu hộ cứu nạn, bãi đỗ xe, đường sắt đô thị tại khu liên cơ Võ Chí Công, phấn đấu đưa vào vận hành trước tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, trong bản kế hoạch của thành phố Hà Nội nêu rõ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cần tập trung phát triển mạng lưới xe buýt ngang, tăng cường khảo sát để mở rộng thị trường, khuyến khích người dân sử dụng xe buýt, phấn đấu đến năm 2021-2025 đưa xe buýt điện vào hoạt động. Trước đó, để xe buýt hoàn thành các chỉ tiêu về nhu cầu phục vụ trong giai đoạn từ nay đến 2020 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành kế hoạch thực hiện một số giải pháp để ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, trong đó có xe buýt. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn giao thông đáng chú ý.
Hải Phòng đã quyết định dừng hoạt động bến phà Bính từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10 năm 2019 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Theo đó, hoạt động của bến phà Bính hiện tại ảnh hưởng đến việc triển khai thi các hạng mục kè sông Cấm, làm chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Dự án bao gồm nhiều hạ tầng công trình quan trọng với tổng mức đầu tư lên tới 9.900 tỷ đồng. Dự án này là tiền đề để thực hiện xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị của thành phố Hải Phòng. Khoảng 11 giờ 30 ngày 30 tháng 9, trên quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, xe tải biển kiểm soát 12C-02404 do lái xe Đặng Minh Thư, sinh năm 1985, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương điều khiển, đi theo hướng từ xã An Lâm ra quốc lộ 37. Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Hoàng Giáp, xã An Lâm, thì bất ngờ mất lái, đâm vào nhiều xe máy và xe máy điện, chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai em học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính các nạn nhân gồm em Nguyễn Thị Huyền Thương và Lê Quang Liêm, cùng sinh năm 2004, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách. Là học sinh trường Trung học Phổ thông Nam Sách, hai người tử vong tại chỗ, ba người bị thương là Vũ Thị Thủy, sinh năm 1977, Nguyễn Thu Huyền, sinh năm 1988, trú tại huyện Nam Sách và Đàm Thị Hà. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải lao tiếp xuống mương thủy lợi bên đường. Vào lúc 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 10, ô tô Camry mang biển kiểm soát 51G33209 lưu thông trên tỉnh lộ 864 hướng từ trung tâm xã Tam Bình, huyện Cai Lậy ra tỉnh lộ 868. Khi chạy đến địa phận ấp Bình Thạnh, thì tông vào xe gắn máy mang biển kiểm soát 63P130320 do một người phụ nữ ở ấp Bình Thạnh đang dừng đỗ bên lề đường. Cú va chạm khiến người và xe gắn máy văng ra xa. Ô tô tiếp tục lao vào nhà ông Nguyễn Văn Tuấn, làm sập một đoạn vách tường của căn nhà mới chịu dừng lại. Người phụ nữ bị văng khỏi lề đường, bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế và ba người ngồi trên ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 21 phút, đoàn tàu SNT2 lưu thông trên tuyến đường sắt hướng thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn. Khi đến km 1400+700 thuộc khu gian Tháp Tràm, Phước Nhơn, thuộc xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, bất ngờ một xe container biển kiểm soát 51D33568 chưa rõ danh tính tài xế băng ngang qua đường sắt, đâm thẳng vào đoàn tàu. Tại hiện trường, phần phía trước cabin tàu hỏa móp méo hư hỏng nặng, xe container hư hỏng phần đầu, nằm cách tàu hỏa khoảng 2m, vụ va chạm không gây thương vong về người. Đến gần 7 giờ sáng, tuyến đường sắt đã thông tuyến trở lại bình thường sau hơn 2 giờ gián đoạn. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, xe container mang biển kiểm soát 57N2264 kéo theo thùng hàng lưu thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ theo hướng quận 8 trung tâm thành phố. Khi vừa đổ dốc cầu thì bất ngờ chao đảo và tông thẳng vào hai xe máy đang chạy cùng chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi leo lên giải phân cách. Vụ tai nạn khiến ba người bị thương, gồm hai bà cháu trên một xe máy và cô gái chừng 20 tuổi trên xe còn lại. Trong đó, cô gái này chấn thương nặng, nhập viện cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, đầu xe container nằm trên giải phân cách. Hai xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng nặng. Theo lời khai ban đầu của tài xế, vụ tai nạn do xe mất phanh. Chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường, hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành,
hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Thưa quý vị, sáng nay mùng 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và lãnh đạo thành phố Hà Nội đang thị sát tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Cùng với Phó Thủ tướng khẳng định, dự án hiện bị chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra và đang tiếp tục gây lãng phí. Vậy dự án này hiện đang gây lãng phí thế nào? Sau đây là ghi nhận của các ý kiến chuyên gia. Theo báo cáo từ phía Ban Quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đến thời điểm hiện tại, những hồ sơ liên quan, những yêu cầu của tư vấn đã được nhà thầu cung cấp để phục vụ đánh giá dự án. Dự án hiện đang đợi ý kiến cuối cùng của tư vấn độc lập. Còn liên quan tới sự chậm trễ, Tổng thầu Trung Quốc cho rằng có một số vướng mắc do đơn vị đánh giá an toàn hệ thống tàu vào dự án hơi muộn. Theo quy định, đơn vị đánh giá phải vào dự án ngay từ khi xây dựng dự án. Nhưng tư vấn vào dự án năm 2016, lúc đó tất cả các hạng mục dự án đã cơ bản hoàn thành. Khi tư vấn vào dự án và yêu cầu tổng thầu cung cấp một số hồ sơ, nhưng có những hồ sơ hoặc là không có hoặc không bổ sung được. Thực tế này ảnh hưởng tới việc vận hành dự án và theo như các chuyên gia đã ảnh hưởng tới hoạt động thương mại. Bộ Giao thông nói là còn 1% nữa nhưng mà lại không thực hiện được. Theo tôi thì cái 1% này là một cái ẩn số. Và cái ẩn số này nó đã làm, nó ngăn chặn hết tất cả cái lòng tin và cái sự mong đợi của người dân. Hay nói cách khác là 1% này nó giống như là một cái giọt nước tàn ly. Nó vượt quá cái sự kỳ nhẫn, cái sự trông chờ và kể cả lòng tin của người dân đối với dự án của Bộ Giao thông Vận tải. Cả quá cả cái sự gọi là cái lòng tin của người dân đối với nhà thầu phía Trung Quốc. Cũng theo các chuyên gia về giao thông, đáng lý ra dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông phải được đưa vào vận hành, khai thác từ nhiều năm về trước. Việc dự án chậm tiến độ hiện không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kết nối giao thông mà còn gây lãng phí. Bên cạnh đó là khiến tổng mức đầu tư dự án bị đội vốn, gây thất thoát nghiêm trọng. Cụ thể nhất, đó là mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án này, đội vốn đầu tư từ 8.769,97 tỷ đồng lên 18.001,59 tỷ đồng. Đáng nói, việc điều chỉnh này được thực hiện khi chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cái lúc nó làm dự án đầu tư thì nó quy về, nó gọi là mặt bằng, là nằm gốc. Đấy, thì nguyên lý của kinh tế tức là anh mà dự án mà càng lâu thì nó lại càng đổi vốn lên. Đấy, càng đổi vốn lên. Đấy là cái quy luật. Có 1% mà tháng cách đây mấy tháng cũng nói là còn 1%, đến bây giờ cũng nói còn 1% thì không biết bao giờ sẽ hết 1% đó. 1% hay 1/1000 cũng phải làm cho đúng tiến độ, nếu không phải xử phạt. Thế làm hợp đồng kinh tế mà không xử phạt lẫn nhau thì làm cái gì? Thì muốn làm đến bao giờ thì làm. Đến thời điểm này, ngay cả Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa thể khẳng định thời gian có thể đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác thương mại. Chỉ biết rằng với những vướng mắc như hiện tại, cùng với sự chây ý từ phía nhà thầu, thì rõ ràng đây là suất đầu tư tỷ đô đang gây lãng phí. Bản tin hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.